Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Kawatt. Hôm nay em sẽ lên cho các em một cặp Omega ở The Mi anh em nhé. Thì thực ra thì hai chiếc này cũng không có quá nhiều sự liên quan với nhau. Tuy nhiên thì em sẽ lên cùng một video để tiết kiệm thời gian và cũng như là video để up lên cho anh em. Đấy, bởi vì đợt này em về rất là nhiều hàng mà up lên từng video một thì nó rất là mất thời gian. Và anh em xem cũng nó không được tập trung như mình lên từng cặp như thế này. Đấy. Đây, nói chung là hai chiếc này đều là The Mi vàng, nhưng bản này bản đời cũ máy 8.000 năm, chúng ta sẽ chỉ được là trang bị là The Mi bọc thôi anh em nhé. Đấy, còn bản này bản 8.800 máy đời mới thì chúng ta đã được trang bị là vàng đúc hết rồi. Tất cả các cái phần The Mi này, niềng, núm, kim cọc đều là đúc hết. Đấy. Đấy là sự khác biệt giữa hai chiếc. Còn về giá thì cũng khác biệt khá là nhiều. Khi mà cái bản máy 8.800 này thì tình trạng là line new full set anh em nhé, đủ hộp sổ thẻ. Và giá thì bên em đang giao lưu là 146 triệu. Còn cái chiếc bọc vàng này, đấy thì bên em đang giao lưu mức giá rất là tốt, chỉ với 102 triệu thôi anh em nha. Đấy, full hộp sổ và thiếu thẻ. Nói chung mức giá đang rất là tốt. Bản này là chiếc này là mặt khảm nha anh em. Đây. Đấy, em sẽ lên từng từ chiếc 8.800 này trước đi. Đấy, chúng ta sẽ có một thiết kế mặt trắng này. Đấy, một cái thiết kế một cái vỏ, cái này size 38 nha anh em. Thiết kế quen thuộc của máy 8.800 trong Aquastera. Đấy, tuy nhiên bản này chúng ta đã được mic The Mi lên rất là đẹp. Đấy, bản đời mới này thì những cái phần gì mà có vàng ấy thì hãng người ta sẽ khắc luôn, chuyện luôn ao 750 anh em nhé. Đây em còn nhìn thấy này, ao 750 này, cần tiểu ly đồ cho vét na bên cạnh luôn này. Đấy, bản đời mới mới có thôi anh em nhé, còn đời cũ sẽ không có cái chuyện đấy đâu. Sau chúng ta sẽ có micro 8.800 này, ở phần dây sẽ có chuyện là ao 750 tiếp này, cần tiểu ly đồ cho vét na này. Đấy, bên cạnh là logo này. Đấy, nguyên cái mắt này là vàng đặc nha anh em. Đấy, cũng rất là nhiều vàng này, không ít đâu. Đây, đấy, anh em nhìn thấy này, rất là đẹp. Size 38 này thì lên tay nó rất là gọn gàng. Anh em cứ tay từ 15 cho đến 15 cho đến 17.5 thì đeo rất là đẹp. Đây, em xin nhắc lại một lần nữa là kim cọc này, logo này, niềng núm này và The Mi này đều, tất cả đều được làm bằng vàng hồng đúc đặc 18K anh em nhé. Đấy, rất là chất lượng. Chiếc này đang có giá new retail đang bán là 280 triệu, cũng rất là cao. Đấy, và bên em đang giao lưu mức giá cực kỳ tốt, chỉ với 146 triệu thôi anh em nhé. Tất cả đồng hồ, máy móc, linh kiện đều zin nguyên bản 100% và bảo hành 5 năm, cho anh em yên tâm sử dụng. Chiếc này thì đây, hộp sổ thẻ của nó đây luôn anh em nhé, hộp gỗ như này nha anh em. Sổ này, thẻ này. Đấy, thẻ thì chúng ta sẽ có 3 thẻ. Đây, đầu tiên là thẻ pictogram này của máy Clave 8.800 này, tiếp theo là thẻ bảo hành toàn cầu này, date là tháng 5 2018 thì hết bảo hành toàn cầu rồi anh em nhé. Chiếc này tuy là date 2018 nhưng tình trạng của nó, của em nó còn rất là đẹp. Có thể là chiếc này đã được trưng bày cửa hàng một thời gian rất là dài rồi mới bán ra nha anh em, không phải là cứ date 2018 là sử dụng từ 2018 đến bây giờ đâu. Đấy, bởi vì em săn rất là nhiều các cái hàng trưng bày hoặc là hàng sưu tầm. Đây, còn đây là thẻ master này. Đấy, master chronometer. Cái cấp chuẩn siêu chính xác của Thụy Sĩ đấy. Cao hơn chronometer anh em nhé. Ok, đây em sẽ trên tay ướm thử cho anh em này. Đây, đấy, lên tay thì rất là vừa vặn nha anh em. Tay em sấp xỉ 16 này. Thì đang đeo rất là vừa. Đấy, lên tay nó gọn gàng như cổ tay, rất là đẹp. Bản The Mi như này. Tiếp theo nữa, em sẽ lên cho anh em một
chiếc này giá rất hợp lý để anh em chơi. Nếu mà tài chính của mình nó không quá dư giả thì mình chơi những cái bản này rất là đẹp. Nếu mà anh em thích The Mi, giá 102 triệu anh em nhé, full hộp sổ và thiếu thẻ bảo hành toàn bảo hành 5 năm cho anh em an tâm sử dụng. Đây, máy KB 8000 năm. Đấy, bản này là vàng vàng nha anh em, chiếc kia vàng hồng. Tuy nhiên được cái chiếc này chứ ạ, toàn bộ kim cọc này, niềng núm này đều được làm bằng vàng 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 đúc đặc 18K. Đấy, các cái kim cọc này, có cái cọc này nổi khối hẳn lên này cũng đều là vàng anh em nhé, rất là đẹp. Chiếc này rất là đẹp. Và điểm cộng thứ hai nữa là em này sẽ có các hạt kim cương ở giữa các cái cọc vàng đây. Đấy, tạo cái điểm nhấn rất là hay. Một cái nữa em này sẽ là có mặt khảm nhanh em, mặt khảm chai này. Đấy, khi chúng ta nghiêng, đặc biệt là ánh nắng ấy, nghiêng ra một góc ấy. Đấy, thì ánh sáng nó chiếu vào, nó phản chiếu lên cái mặt khảm rất là đẹp. Đấy, gần như là 7 màu luôn. Size em này size 38.5mm. Phần dây này là bọc vàng rất là dày nha anh em, dày 200mm. Chính vì vậy thì anh em xài đến sau này mình spa đánh bóng thoải mái, không lo bị bay hết cái lớp vàng này đâu nha. Đấy, nó không phải là mạ mà nó là bọc. Đấy, máy 8.000 năm thì em đã lên rất là nhiều rồi. Đấy, nói chung về tình trạng em này đẹp, máy móc linh kiện zin nguyên bản, hoạt động chuẩn không vấn đề gì cả anh em nhé. Đấy, giá rất hợp lý, chỉ với 102 triệu thôi. Đây, em trên tay cũng rất là gọn gàng, nó vừa vặn luôn này. Thực ra size này 38.5 với size kia 38 nó chỉ tương đương nhau thôi, xem xem nhau thôi, nó không chênh nhiều. Đấy, ok, cửa hàng đang sẵn cả hai chiếc nhé, cho anh em qua lên tay thử trải nghiệm. Đấy, rất là đẹp. Ngoài hai chiếc này, Omega bên em đợt này về rất là nhiều. Anh em thích Omega hoặc là bất cứ dòng gì cũng được, cứ inbox cho em. Đấy, rồi mình qua cửa hàng lên tay thử. Đấy, thích thì mình lấy, còn không thì thôi, không vấn đề gì cả anh em nhé. Ok, còn bây giờ cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của em nha. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.